hôm nay thì bên em về kho rất chi là nhiều các mã sản phẩm mới các bác nhá. Đặc biệt ngày hôm nay lại đây sẽ là một cái thân máy mài pin của Hukan. Với thiết kế cho em sẽ là hàng công tắc bóp như thế này. Hôm nay với một cái thân máy hàng Hukan chính hãng này, logo dập nổi như này. Logo dập nổi nha, máy sẽ là máy một tấc này, sử dụng là motor từ không chổi than các bác ạ. Thân máy này hàng chuẩn bị phổ thông cho em này. Với một cái thân máy này nha, hôm nay thì các bác sẽ mua sẽ có đi theo là tay cầm, tay mở ốp, bảo vệ lưỡi sẽ đầy đủ hết luôn và sẽ là hàng chuẩn bị phổ thông. Bây giờ em sẽ thử nhá. Em sẽ thử pin cho bác xem này. Đây ở nhà các bác có những cái quả pin chân pin như này, mình sẽ mua cái thân máy này về mình xài. Và đặc biệt là hôm nay thì thân máy pin thì em có nhiều phân khúc giá, nhưng mà với cái thân máy pin của Hukan như thế này này, nó sẽ là cái hàng ngon, rẻ, các hàng thợ tiền được. Và điều chỉnh cho đây là 3 cấp độ nha, sẽ điều chỉnh 3 cấp độ nhanh chậm này. Đây là cấp số 1 này, đấy. Đây là cấp số 3 này, và đây là cấp số 2 này đó. Các bác sẽ điều chỉnh lại được 3 cấp độ nhanh chậm luôn nha. Máy thì dài rất là khỏe luôn, cực kỳ là êm ái luôn các bác ạ. Và hàng công ty, hàng chính hãng của Hukan lên là đảm bảo bao xài cho tất cả các bác thợ lọc công trình được. Hôm nay nếu mà bác là chốt cái mã này nha, các bác nhớ lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin của Hukan loại hộp giấy. Đấy, cái này trong hộp thì là các bác mua về nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như thế này này. Có tay cầm rồi tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này. Đây có tay mở này, tay cầm như này. Tay mở, tay cầm, ốp bảo vệ lưỡi, có 3 món sản phẩm đầy đủ cho các bác nha. Và giá ngày hôm nay chỉ có 520.000 đồng thôi, 520.000 đồng thôi để các bác có thể mua được một cái thân máy mài pin hàng chính hãng của Hukan luôn. Chốt đơn mã này các bác gọi cho em là thân mài pin Hukan hộp giấy nha, giá chỉ có 520.000 đồng thôi. Với lại hôm nay là em có một cái mã sản phẩm này giá rất chi là hời luôn, các bác tham khảo cho em cái con máy bu lông của Hukan X4. Cái mã này là mẫu mới này, mẫu này là mẫu X4 IMB máy màu xám, bao đẹp luôn cho em. Bây giờ em sẽ chi tiết cho các bác đủ bộ nhá. Đấy, đủ bộ sản phẩm này các bác nhận về này sẽ bao gồm nguyên hộp như thế này. Đấy, một bộ sản phẩm thì các bác có một thân máy nhá, có hai quả pin này, một pin trong máy, một pin dự phòng như thế này. Đi theo thì nó còn có một cái sạc bàn như thế này nữa. Và trong cái hộp này này, trong cái hộp này thì sẽ có theo cho các bác đây này. Đấy, có một cái dây đeo máy nhá, và một có một cái khẩu mở bu lông 22 như thế này. Được chưa ạ? Đủ bộ sản phẩm đầy đủ luôn cho em. Hàng mẫu mới nhá, hàng mẫu mới. Hộp của nó là hàng logo dập lỗ luôn đây này, hàng chính hãng của Hukan các bác ơi. Đấy, và giá hôm nay thì sẽ có một cái mức giá chương trình gọi là tri ân giảm giá đặc biệt, hàng mới về nhưng mà em sẽ có cái chương trình sale hàng xả kho giảm giá đặc biệt cho tất cả các bác luôn. Bác nào mà chốt mã này các bác gọi cho em là bu lông Hukan X4 IMB loại màu xám. Gọi cho em là loại màu xám nhá. Cái này nó là hàng chuẩn bị phổ thông đấy. Đây, con này điều chỉnh được 3 tốc này các bác này. Em để đây sẽ là tốc số 1 nhá. Và em lên tốc số 2 này, lên tốc số 3 này. Đấy. Và đảo chiều máy qua thì các bác còn có chế độ tự ngắt thế này. Cái chế độ tự ngắt như này để tránh bị đứt ốc này. Các bác muốn điều chỉnh cái chế độ này các bác bấm cái phím này này. Đấy, cái phím màu trắng này các bác bấm để tắt cái đèn tròn ở đây đi thì nó sẽ hết chế độ tự ngắt. Đấy. Con này thì xài rất chi là êm luôn và hàng logo dập lửa của Hukan như thế này. Với thiết kế máy thì các bác nhìn này, rất chi là nhỏ gọn luôn nhá. Thân máy là siêu nhỏ gọn như thế này. Cái đầu là đầu bu lông 1/2, đầu rộng như thế này này, đa năng tiện lợi luôn. Và lực siết của máy sẽ là 330 N. Hôm nay nếu mà bác nào chốt bộ bu lông Hukan X4 IMB này, một bộ sản phẩm đầy đủ thì giá là 1.1 triệu này. Em sẽ tặng cho các bác cái bộ khẩu này nhá. Đây, cái bộ khẩu hộp xanh này này. Cái bộ khẩu hộp xanh 10 món như thế này, trị giá 180.000. Nếu mà bác làm mà không mua máy bu lông ấy, các bác mua cái bộ khẩu này này thì các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món thì giá của nó sẽ là 180. Nó sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2, từ khẩu 8 đến khẩu 24, khẩu siêu dài luôn, dài 8 cm đấy. Đấy, bộ khẩu này giá 180 nhá. Còn bác làm mà mua máy bu lông thì giá là 1.1 triệu là em tặng bộ khẩu. Bu lông này nó là hàng chuẩn bị phổ thông cho nên là các bác có thể mua thân máy riêng hay là mua chọn bộ. Nếu bác là mua chọn bộ em sẽ tặng các bác cái bộ khẩu này. Mua thân máy thì không được tặng nhưng mà mua chọn bộ sẽ được tặng nha. Đấy, thì các bác lên đơn cứ gọi cho em là chọn bộ bu lông Hukan X4 loại màu xám, tặng bộ khẩu xanh, giá chỉ có 1.1 triệu thôi, 1.100.000 thôi các bác nha. Và sản phẩm này theo 2 pin. Đấy, pin châu mười keo keo, hàng chuẩn bị phổ thông này. Đặc biệt nữa này, hôm nay có nhiều các mã sản phẩm thương hiệu mới của Hukan. Đây, hôm nay nếu mà các bác mà chốt cái mã này này, đây sẽ là một bộ máy khoan pin 4 cell nhá. Mã này là mã 0445 các bác ạ. Với sản phẩm đầy đủ như thế này, một bộ nó có 2 pin, pin 4 cell như thế này. Đấy, phụ kiện đi theo này, rất là nhiều chi tiết, mũi khoan, mũi vít, hơn 20 chi tiết các bác. Sạc là sạc bàn nhá. Máy đây các bác này, rất là khỏe luôn, con này có 3 chức năng. Cái này đầu 10 ly nhá và sử dụng motor từ không chổi than các bác. Chốt mã này các bác gọi cho em là khoan pin Hukan mã 0445.
Và giá em bán tặng các bác sẽ là 699.000 thôi, 699.000 cho cái bộ sản phẩm này. Nếu như máy em làm thợ là anh em mà cần cái con máy khỏe này, nhỏ gọn này, khỏe máy bền pin thì mình có thể tham khảo mã này. Lên đơn gọi cho em là Khoan Pin Vuca mã 0445 nhá. À, giá chỉ có 699.000 thôi. Và đây là dòng pin 4 cell. Còn nếu như mà anh em mình cần hàng ngon bổ rẻ hơn thì mình có thể lấy sang cái mã 5 xe như thế này. Con này thì sử dụng motor chổi than rất là khỏe luôn. À, đây sẽ là những cái mã Hukan hàng đời đầu đấy. Đấy, và sản phẩm này thì các bác nhận về có một thân máy 2 pin 1 sạc như thế này. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít đi theo. Con này đầu 10 ly nha, đầu 10 ly. Máy có 3 chức năng này, có chức năng búa để khoan tường cho em, logo dập nổi luôn. Đấy, con này giá thị trường các anh mua nó rơi vào tầm 650-700. Hôm nay thì em sẽ sale tặng canh, giá nó chỉ còn có 550.000 thôi, số lượng còn ít nên là em sẽ sale rẻ, còn có độ 2-3 bộ thôi. Nên là bác nào nhanh tay thì mình sẽ chốt đơn được cái mã này, chậm chân chậm tay thì hết cơ hội. Đấy, chốt đơn mã này thì các bác nhớ gọi cho em này. Nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm các bác nhá. Mã này các bác gọi cho em là Khoan Pin Hukan 5 cell, mã F8, con này theo 2 pin 5 cell. Và pin sẽ là pin 21V. Hôm nay thì bên em về kho rất chi là nhiều các mẫu hộp đựng đồ các bác nha. Đặc biệt hôm nay các bác có thể tham khảo trang cái mẫu hộp đựng đồ hộp nhựa pha inox. Đấy, và em sẽ có hai màu này. Cái màu này là màu cam này, và đây sẽ là màu đen các bác nha. Và sẽ có hai size để gửi tới các bác. Đây, để em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình được cùng xem. À, với hộp size to và size bé thì cái hình thức thì nó vẫn như nhau, nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Cho nên là các bác nhà mình mà đang cần quan tâm cái mẫu nào thì mình có thể tham khảo cho em kỹ cái kích thước nha. À, cái kích thước mẫu này nó sẽ là hộp size to này, còn size nhỏ thì nó sẽ như thế. À, các bác mà mua hộp size nhỏ ấy thì sẽ có kích thước là cao 15 này, rộng 15 và dài là 35cm cho em. Đây, à, cái hộp này thì chất liệu nó toàn bộ sẽ là nhựa chống vỡ như thế này, và nó sẽ ốp một cái ít inox ở giữa cái hộp như thế này để tạo được một cái độ thẩm mỹ nha các bác, sử dụng nó rất là bền luôn. Hộp thì sẽ có một cái tay xách này đấy. À, và trên nắp hộp thì nó sẽ có cái ngăn như thế này cho các bác này. Đây, các bác mở ra nó sẽ có những cái ngăn nhỏ nhỏ như này, mình có thể đựng đồ được nhá. À, bên sườn này có này, bên này thì cũng có. Và ở giữa nó sẽ có hai cái khóa mở như thế này, hai khóa mở tai inox như thế này nhá. Các bác mở hộp ra thì sẽ là một ngăn to này. Đây này, một ngăn to. Và có một ngăn phụ như thế này, đậy lắp vào đây, được chưa ạ? Đấy, vì với cái hộp size bé này này, giá của nó chỉ có 250.000 thôi. Còn cái hộp size to thì giá của nó sẽ là 300.000. Mức giá phải nói rằng là siêu rẻ cho tất cả các bác. À, em sẽ có màu cam này và có cả màu đen nhá. Đa số màu cam nó nhiều, màu đen thì thi thoảng nó có một hai cái thôi. À, cho nên là khi mà các bác mình đặt mua thì là em sẽ gửi màu bất kỳ. Nếu như mà bác nào muốn chọn màu thì các bác có thể báo để nhà em sẽ chọn màu cho bác, vì đa số nó sẽ là màu cam. Đấy, đa số là màu cam, thi thoảng nó có màu đen thôi. Nhưng mà tuy nhiên là nó tùy từng đợt hàng, nó có thể có màu đen thì là em sẽ gửi màu đen cho các bác. Các bác nào muốn chọn màu nhớ báo nhân viên chốt đơn khi mình đặt hàng nhá. Và chốt cái mã này thì các bác nhớ gọi cho em là hộp đựng đồ, hộp nhựa pha inox. Đấy, chất liệu nó sẽ là nhựa chống vỡ này. Các bác nhìn cái bề mặt trên này và cái bề mặt dưới này. Đấy, cái nào cũng rất là đẹp và chắc chắn nhá. Cái này nó sẽ là cái hộp màu cam. Đấy, và em sẽ quay thêm cho các bác xem cái hộp màu đen này. Cái hộp màu đen đây này các bác này. Đấy, nói chung là hộp to với hộp nhỏ thì các bác nhìn cái hình thức của nó sẽ giống nhau nhá, nó chỉ khác nhau về cái kích thước thôi. Cho nên là các bác mà đang cần, đang quan tâm đến cái kích thước nào thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên nhà em. À, cái này ở giữa nó sẽ có một cái điểm khuyết này này. Đấy, để các bác có thể dùng chìa khóa để mình có thể khóa hộp lại nhá. Đấy. Chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là hộp nhựa pha inox. Size nhỏ có mức giá là 250.000 thôi, còn size to thì sẽ có mức giá là 300.000 các bác nhá. Em sẽ hỗ trợ miễn phí ship này, và em nhấn mạnh lại cho các bác cái kích thước. Hộp size nhỏ sẽ có kích thước là dài 35cm, cao 15cm và rộng 15cm. Còn hộp size to sẽ là cao 20cm, rộng 20cm và dài 44cm cho em nhé. Đấy, các bác cần cái kích thước nào thì mình có thể nhanh tay, mình chủ động, mình liên hệ trực tiếp bên nhà em, số điện thoại trên màn hình cũng như là phần tiêu đề để mình có thể alo điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin để mình đặt hàng thành công luôn được các bác nhé. Một mã sản phẩm với mức giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Hôm nay thì em sẽ đại sale cho các bác nhà mình cái lô bộ máy khoan gia đình các bác nha. Hàng chính hãng của Drama các bác ạ. Hàng công ty, hàng chính hãng, một ngày thật sự luôn. Ngày hôm nay các bác mua được cái giá rẻ hơn cả những cái con máy hàng chợ mà khi các bác mua ngoài thị trường nhá.
Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ trang bị cho các bác nhà mình đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Đấy, hôm nay là đang có cái chương trình sale giá tặng như thế này. Với những cái mức giá hời như thế này thì các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể mua được một bộ máy khoan gia đình. Phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí: hàng ngon, bổ và rẻ nhất vị Bắc Bộ cho em. Nào các bác nhìn cho em này, cùng em đi xem đầy đủ những cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những cái gì các bác nha. Khi mà các bác nhận về sẽ là một bộ máy khoan đầy đủ nguyên hộp như thế này nha. Trong này sẽ là có một khoan và một tay cầm. Máy thì sẽ là đầu 13 ly các bác ạ. Bộ máy khoan đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt và có khóa mở đi kèm cho các bác nhà mình luôn nha. Đây có cả cái khóa mở mũi như này đi theo. Máy thì là sẽ xài là điện trực tiếp 220V các bác ạ. Đấy, con này khoan đầu 13 ly nha. Khoan đầu 13 ly, công suất cực đại này các bác ơi, 1200W. Máy xài điện trực tiếp 220V. Hàng cực ngon. Và giá thì hôm nay là sẽ sale giảm giá sập sàn cho tất cả các bác. Trang bị đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây, ở đây thì các bác sẽ có là một cái búa đóng đinh này, một cái kìm này, một cái mỏ led này. Đấy, kèm thêm sẽ là một cái bút điện như thế này. Và ở đây thì các bác nhìn cho em, sẽ có một cái thước đo ly nha. Và một cái dây khẩu, dây đầu khẩu như thế này. Tiếp theo thì bên trong này thì vẫn còn rất là nhiều. Một con dao dọc giấy, có cả một cuộn băng dính cách điện như này cho các bác nha. Và một cái thước dây này. Đấy, một cái thước đo dây như này cho các bác. Kèm thêm là những cái đầu mũi khoan, mũi tôn, mũi vít. À, cái này thì không có mũi tôn nhưng mà nó sẽ có mũi vít và những cái đầu lối các bác nha. Phụ kiện đi theo còn có một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh và một cái đầu khẩu như thế này. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Với con khoan này thì sẽ có chức năng búa luôn ạ. Trên máy là sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tùa như này cho các bác. Nếu như mà các bác mua về để mình làm gia đình thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Sẽ làm được mọi việc trong nhà vì máy có chức năng búa để khoan tường. Và trang bị cho các bác đầy đủ những cái bộ phụ kiện như thế này, các bác sẽ làm được tất cả mọi việc trong nhà. Anh em có thể mua về, tham khảo mua về làm gia đình, hay là anh em thợ thuyền cũng vẫn rất là ok và chất lượng. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Ngày hôm nay nếu bác nào mà có nhu cầu một chút đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng, gọi cho em đúng mã sản phẩm nhé. Gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Dorama, loại có phụ kiện nhiều. Và mức giá ngày hôm nay em bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. 450.000 đồng mà các bác có thể tham khảo và mua được một bộ máy khoan gia đình đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đa di lăng như thế này. Hàng ngon, bộ rẻ nhất các bác nhá. Số lượng em có khoảng tầm vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang quan tâm cái thì mình hãy nhanh tay đặt hàng. Máy cưa xích pin màu xám hôm nay em còn số lượng rất là ít nha các bác nha. Đây, một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, đầy đủ cho em là một thân máy, hai bi và một sạc, có lam và có xích đi kèm như thế này cho các bác. Và trên thị trường các bác mua thì cái mẫu này nó sẽ có loại lam ngắn và lam dài. Tuy nhiên là bên em sẽ gửi cho các bác loại lam dài luôn. Lam này sẽ dài 15cm các bác ạ. Lam dài mà các bác mua được cái giá nhá, rẻ hơn cả lam ngắn luôn nhá. Đấy, cái này có cả sạc này, đi theo nó có cả một cái mở và một cái lọ dầu như thế này cho các bác này. Trời ơi, đầy đủ chưa? Cái này các bác mua về cắt cây, cắt cành thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đấy, em còn số lượng ít lắm. Bây giờ giá thị trường một cái bộ cưa xích này các bác mua toàn 750, 800, thậm chí là 850 luôn. Đấy, bởi vì là một bộ nó theo những hai quả pin 10 cell, pin cực trâu luôn. Pin này sẽ là hàng chân pin thông dụng các bác ạ. Đấy, hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi nhá. Thì là em sẽ sell cho các bác giá nó chỉ còn có là 599 ngàn đồng thôi. 599 ngàn đồng mà các bác nhận về nguyên hộp như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này có cả hộp đựng máy như này cho các bác nhá. Đấy, giá thì rất chi là rẻ luôn và cái đợt này em đang sale giá hời cho nên là các bác nhà mình nhanh tay đi. Cái đợt này có rất là nhiều những cái mã giảm giá nhá. Đấy, nhiều những cái mã mà em giảm, em thanh lý lỗ đến cả mấy trăm nghìn một con máy các bác ạ. Đấy, các bác muốn mua được những cái hàng giảm giá mã rẻ ấy thì là các bác bấm đăng ký kênh đi nha. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video clip nào mà bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác nhiều các mã thanh lý giá rẻ như thế này. Đấy, chốt đơn cái mã này thì các bác gọi cho em là cưa xích pin màu xám. Chọn bộ cưa xích pin màu xám, giá chỉ có là 599.000 đồng thôi, rẻ ơi là rẻ các bác nha. Hôm nay em về được một ít pin châu 20 cell, hàng chính hãng của Dorama các bác nha.
với thiết kế một quả pin hàng chính hãng và có đèn báo pin luôn các bạn. Đấy, có đèn báo pin nha. Pin này sẽ là hàng chân pin phổ thông, hàng chính hãng của Dorama. Hàng công ty hàng chính hãng lên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà em quyết định sẽ tri ân tương tác để bán tặng gửi tới tất cả các bác khách hàng. Ngày hôm nay thì các bác sẽ có cơ hội để mua được một quả pin cực trâu, pin 20 cell các bác nha. Thường là các bác mua những cái pin 10 cell, 15 cell là đã là pin trâu, pin khủng rồi. Cái đợt này em còn về cho các bác cái pin này là pin 20 cell, mà giá thật sự luôn là rẻ, chỉ ngang ngửa với cái pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường thôi. Chốt đơn thì các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 399.000 đồng thôi. 399.000 đồng mà các bác có thể mua được một quả pin cực trâu như thế này. Cơ hội ngàn năm có một các bác nha. Pin này sẽ có đèn báo pin cho em này. Đây, có đèn báo pin như này cho em. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Nhanh tay hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá siêu hời. Đặt hàng các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là pin 20 cell của Dorama với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Máy khoan pin đầu kẹp 13 ly không chổi than hàng chính hãng các bác ơi. Hàng chính hãng mà ngày hôm nay với mức giá cực kỳ là rẻ luôn, với một cái mã sản phẩm chất lượng ok và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình chinh chiến nha. Hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi, cho nên là em sẽ giảm giá và mức giá thì rất chi là hời luôn các bác ạ. Những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được cái video này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công. Cái này chốt thì các bác cứ gọi cho em là máy khoan pin 13 ly của Bốc Sun nha. Đây sẽ là một con máy khoan 13 ly và có 3 chức năng luôn này các bác này, hàng nguyên hộp nha. Đây các bác sẽ có chức năng bắn vít này, chức năng khoa và chức năng búa trên đường máy như này. Máy thì là điều chỉnh là được 20 cấp độ trượt này. Các bác nhìn cái mẫu máy này rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đầu kẹp sẽ là đầu 13 ly. Máy sẽ là sử dụng là motor từ không chổi than và hàng chân pin thông dụng. Đấy, nguyên hộp sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Các bác nhận về có một thân máy này, hai pin và một sạc đi theo. Pin sẽ là pin trâu và pin 10 cell, chân pin thông dụng các bác nha. Con này sẽ được tặng kèm thêm một cái tay cầm này và sạc của nó sẽ là sạc bàn như thế này. Đấy, hàng sạc bàn, chân pin phổ thông quá là tiện lợi luôn. Một bộ máy khoan pin đa năng và tiện lợi. Các bác làm việc gì cũng được, bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok luôn. Đây, máy thì rất chi là khỏe nha và có đảo chiều đây này. Máy có đảo chiều và chỉnh tốc độ trên lưng máy là hai tốc độ nha các bác nhá. Bác nào lên đơn thì mình nhanh tay đặt hàng cho em là khoan pin 13 ly của Bốc Sun. Hôm nay thì em bán tặng các bác với mức giá chỉ có 999k. Hàng công ty, hàng chính hãng và thật sự luôn giá rẻ hơn cả một con máy hàng chợ các bạn. Ngoài cái mã Bốc Sun này ra thì các bác có thể tham khảo này. Đây sẽ là cái con máy khoan pin của Hukan mã 533. Một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Cái này thì em hết hàng rồi, hôm nay nó còn sót mẫu, còn sót có đúng một bộ thôi, đúng một bộ duy nhất. Bác nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ chốt được nhá. Bình thường cái con Hukan 533 này này em đang bán là giá 1.2.000, nhưng mà cái này do là nó bị sót kho, nó lẻ mẫu có một bộ thôi, nên là em sẽ bán tặng các bác giá là 1.1.000. Đấy, khi mà hết cái con máy này, cái đợt sau nhá, đợt sau mà nó về lô hàng mới thì nó sẽ quay về cái giá cũ của nó sẽ là 1.2.000. Cho nên là hôm nay bác nào chốt thì mình nhanh tay đi. Chỉ một bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì mình sẽ mua được cái mã này. Đấy, các bác chốt lên đơn này gọi cho em là khoan pin Hukan mã 533, giá là 1.1.000 các bác nha. Tức là các bác sẽ được mua giảm giá hơn 100k so với bình thường. Bác nào nhanh tay mình sẽ mua được này. Đây nó cũng là một con máy 3 chức năng này, rất là khỏe luôn, có búa khoan tường và điều chỉnh là hai tốc độ nhanh chậm. Đây, cái này thì nó sẽ có là 20 cấp độ trượt như này nhá. Rất là khỏe này. Cái này ở tốc 1 thì các bác nghe có cái tiếng kêu cạch cạch như này. Khi mà các bác dừng máy, các bác muốn hết cái tiếng kêu cạch đấy thì các bác cho về tốc 2 như này thì nó sẽ hết này. Đấy. Máy rất chi là ngon, hàng bao ngon, giá rẻ, hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài tất cả anh em thợ là công trình nha. Con này nó sẽ thiết kế là đầu 13 ly đấy ạ. Máy sẽ là đầu 13 ly các bác nha. Và có đúng một bộ duy nhất thôi. Bác nào chốt thì mình nhanh tay đặt hàng. Đấy, cứ lên đơn cho em là khoan pin Hukan mã 533 với mức giá chỉ có là 1.100.000 thôi. Hôm nay thì em lại có một cái mã sản phẩm gọi là siêu siêu giảm giá cho các bác nha. Đây là một cái máy khò nóng của T-Box các bác ơi, hàng chính hãng luôn, cực kỳ là xịn sò luôn nha. Cái máy này thì các bác sẽ xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới là 2000W luôn các bác ạ. Và các bác nhìn xem cái mẫu máy nó sẽ như thế này nha.
quá là đẹp luôn. Cái sản phẩm này thì em nói thật sự là gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi, và bác nào dùng cũng đều rất chi là ok, rất chi là khen về chất lượng của sản phẩm này. Mỗi một cái máy này các bác còn được tặng kèm thêm này, đấy nó có những cái đầu khò như này cho các bác, đấy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn các bác, đấy mẫu mã đẹp, đấy về các bác sẽ lắp đặt lại là các bác sử dụng nhá. Cái này hôm nay thì các bác chốt đơn gọi cho em là máy khò xanh nhá, máy khò xanh. Hôm nay thì có một cái chương trình giảm giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác, chỉ với mức giá có 299.000 đồng thôi. Em nói thật sự các bác, chứ với cái mức giá này mà các bác vẫn còn không nhanh tay mình chốt đơn nữa thì thật sự luôn là không biết có bao giờ mình mua được cái máy khò là với cái mức giá rẻ như thế này đâu ạ. Đấy, hàng chính hãng mà mua với cái mức giá hời, hàng chính hãng mà lại còn công suất cực đại nữa các bác nha. Giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Và chỉ có trung tâm điện máy Ngọc Mai mới có được cái mức giá tốt như thế này để gửi tới các bác. Đấy, cái này do là trong kho nó số lượng nó không còn là bao nhiêu nữa, cho nên là em sẽ chiên bán tặng các bác. Em sẽ bỏ ra cái mã sản phẩm này sẽ xả sập sàn cho các bác. Đấy, để khi mà các bác về các bác xài nha, các bác thấy chất lượng ok, chất lượng tốt, thì khi là các bác có nhu cầu máy móc dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ ủng hộ bên một đơn hàng nhá. Đấy, mức giá rất là hời luôn, chỉ có 299.000 đồng, dành tặng riêng cho tất cả những bác nào mà may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này của em. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là máy khò xanh, giá 299k, quá rẻ luôn. Hôm nay thì em lại tiếp tục lê cho anh em mình những cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời nha. Đặc biệt hôm nay thì bộ mũi khoan tháp đa lăng hàng bãi Nhật bên em mới về được một cái lô này, nó có khoảng tầm hơn 100 bộ nha. Đấy, nó có khoảng hơn 100 bộ, số lượng cũng không có nhiều đâu. Cho nên là hôm nay đây sẽ là một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý để phục vụ gửi tới tất cả các bác. Đây là bộ mũi khoan tháp đa lăng các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cho em nha, hàng bãi Nhật xịn sò cực kỳ luôn. Đấy, mẫu mã đẹp và đặc biệt hôm nay thì với mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Quá là rẻ luôn, 130.000 đồng để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo như thế này. Đấy, bao gồm đi theo cho các bác sẽ là ba cái mũi khoan tháp nha, từ mũi nhỏ cho đến mũi lớn thôi. Đấy, mũi đầu tiên sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 12, sau đó là sẽ có mũi khoan tháp từ 4 đến 20 và cuối cùng sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 32 là cái mũi to nhất này. Và bên trên này thì nó sẽ có ba cái mũi khoan taro luôn nha các bác. Đấy, ba cái mũi khoan taro to nhỏ khác nhau như thế này. Quá là tiện lợi, xịn sò con bò như thế này mà giá có 130.000 đồng thôi. Bình thường một cái mũi khoan tháp mà từ 4 đến 32 này này, các bác ra ngoài thị trường mua thì nó cũng tầm cỡ 150.000 rồi. Đấy, hôm nay thì chỉ với mức giá 130.000 để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo xịn sò như thế này. Số lượng không có nhiều nha. Cho nên là bác nào mình chốt cái sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể lên đơn hàng. Đặt hàng các bác gọi cho em là bộ mũi khoan tháp 6 món, giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng bãi Nhật nha. Em nhấn mạnh các bác, hàng bãi Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Cái hàng này thì thi thoảng nó mới có một đợt hàng thôi. Cho nên là bác nào mà đang may mắn theo dõi được cái video này, mình đang có nhu cầu quan tâm cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nha. Hôm nay thì ngoài những cái bộ mũi khoan tháp đa lăng như thế này thì em sẽ lên tiếp cho các bác cái phía bên kia sẽ là những cái bộ mũi khoét nha. Đây, các bác tham khảo cho em này. Ở đây sẽ là những cái bộ mũi khoét rất chi là xịn sò luôn. Đấy, các bác tham khảo hôm nay nó sẽ có hai cỡ nha. Mẫu nhỏ và mẫu to. Mẫu nhỏ thì nó sẽ bao gồm có 6 mũi này, còn mẫu to thì sẽ là 10 mũi nhá. Đầu tiên sẽ lên cho bác những cái mũi nhỏ này. Đây, cái mũi nhỏ thì nó sẽ là nguyên một combo như này ạ. Một combo là nguyên hộp như này cho em nhá. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết cho các bác về cái mẫu mã này và cho các bác xem những cái thông số luôn. Cái bộ này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. À, giá của nó chỉ có 299.000 đồng thôi và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác. Cái bộ mũi khoét này nó bao gồm có 6 mũi này. Đây, đầu tiên sẽ là mũi 16 này, 18 này, 20 này, 22 này. Tiếp theo đây sẽ là mũi, đây để em kéo lên cho các xem này. Đây, mũi 25 này. Cái này sẽ là mũi 25 nhá. Và to nhất thì sẽ là mũi 30 xem này. Đây, cái này là mũi 30 này. Tổng thể các bác sẽ có 6 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Ngoài ra sẽ thêm là có hai cái lục giác như này cho các bác này. Đấy, thêm cho bác là hai cái lục giác như này. Nguyên một hộp như này cho em nha. Cái hộp này các bác chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. Nó sẽ có 6 mũi như này. Giá sẽ là 299.000 đồng và hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà các bác nha. Nếu mà các bác mà không ưng cái mẫu nhỏ này thì các bác có thể tham khảo lấy cho em cái mẫu lớn. Đây, cái mẫu bên này sẽ là mẫu lớn này. Đây, cái mẫu lớn thì các bác nhìn xem nó cũng sẽ có nguyên một combo như thế này.
Đấy, nguyên một combo như này. Có hộp cho các bác nha. Đây có cái hộp cho các bác như thế này. Về các bác đậy lại này. Đó. Cái này thì nó sẽ có 6 mũi nha. Đầu tiên này em sẽ đọc cho các bác cái kích cỡ này. Đây. Đầu tiên cái phía bên này. Đây, em sẽ đọc cho các bác đầu tiên là cái mũi này nhá. Mũi này là mũi nhỏ nhất này. Cái mũi này là mũi 18 này. Mũi 18. Đây để em sẽ kéo cho các bác xem cả cái mũi phía bên này xem nó là mũi bao nhiêu nha. Đây, 16 này, nhỏ nhất là 16 đấy các bạn. À, mũi 16 này, sau đó là đến 18, đây là 16 nhá. 18 này. Tiếp theo sẽ là 20 này. 22 này, 25 này, 30 này. Và bên này sẽ là 35 này, 53 này. Có cả mũi 50 và 45. Đấy, tổng thể là các bác sẽ có 10 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là bộ mũi khoét to. Đấy, bộ mũi khoét to thì giá của nó sẽ là 599.000 và sẽ được hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy, cái bộ mũi khoét nhỏ thì nó đều theo hai cái lục giác như này. Cái bộ mũi khoét to thì nó không theo lục giác các bác nha. Đấy, bộ mũi khoét to thì nó sẽ có tổng thể sẽ là 10 cái mũi khoét như thế này. Đấy, hàng xịn sò, chất liệu đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, chất liệu là đẹp cực kỳ luôn. Bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác. Hàng chính hãng của Kabushi luôn này các bác này. Đấy, hàng chính hãng của Kabushi dập lỗ như thế này cho em nhé. Đấy, với một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý nha. Hàng chính hãng mà hôm nay thì các bác mua được cái giá nó rất chi là hời. Cho nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này, mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để sở hữu những cái mã sản phẩm cực kỳ là cao cấp, hàng xịn sò và với mức giá siêu 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 hời các bác ạ. Hôm nay thì em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình với một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá rất chi là hời các bác nha. Đây là những cái đầu bắn tôn của Daiwat các bác ạ. Đầu bắn tôn của Daiwat hàng chuẩn xịn loại 1 nha. Các bác nhìn xem này, nó siêu hút như thế này cơ mà các bác. Đây, nó hút như này nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đây, cái nào cũng đều rất chi là ok luôn. Đây là các bác nhìn đi, cái độ hút là chưa ạ. Đấy, quá là xịn sò luôn các bác ạ. Đấy, bình thường với những cái đầu bắn tôn xịn sò như này nhá, các bác ra ngoài thị trường mua với mức giá 25-30.000 một cái. Đấy, bình thường thì em vẫn bán với mức giá 25.000 một chiếc các bác. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Và đây sẽ là một cái sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng. Em sẽ sale cho các bác với mức giá lộ vốn luôn nha các bác. Mức giá lộ vốn luôn. Cho nên là bác nào mình nhanh tay là hôm nay là mình sẽ mua được cái sản phẩm này. Lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwat nha. Hôm nay thì em chiên các bác với mức giá là 15.000 một đầu. 15.000 một đầu nha các bác. Hàng chuẩn xịn của Daiwat như thế này. Nhưng mà thật sự luôn à, các bác mua cái giá của nó rẻ hơn cả với những cái hàng thường nha các bác. Giá rẻ hơn cả những với cái hàng thường luôn. Đấy, bác nào chốt mình lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwat giá 15.000 một đầu. Đặc biệt hôm nay giá đã rất chi là rẻ, rất chi là hời rồi. Và sẽ hỗ trợ ưu tiên cho những bác nào chốt 10 cái. Bác nào chốt 10 cái em sẽ hỗ trợ bao ship luôn nha. Các bác lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwat. Đấy, cái đợt này em về cái số lượng nói chung là nó cũng không có nhiều đâu. Và cái giá này, đây là cái sản phẩm em tri ân tương tác cho các bác. Một cái mã sản phẩm em tương tác cho các bác. Nên là cái giá này là thanh lý giá lỗ lắm rồi. Cho nên là cái giá này mà các bác không chốt nữa thì thôi. Đấy, cái này là em sẽ tri ân cho các bác để các bác về các bác lấy đồ xài nhá. Xài mà thấy mà ok chất lượng thì khi nào có nhu cầu máy móc dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ ủng hộ em một đơn hàng nhá. Bởi vì là cái đợt này em sale cho bác cái này là giá là lỗ mất phải đến gần 10.000 một đầu đấy các bác. Đấy, bình thường nhập cái đầu vào nó cũng tầm 20-22.000 một đầu rồi. Em thanh lý các bác giá 15.000 một đầu. Đấy, xả kho thanh lý cho bác giá 15.000 một đầu. Lỗ khoảng tầm cỡ 10.000 một đầu luôn đấy các bác. Đấy, riêng cái đống này nha, bán hết cái đống này cho các bác là lỗ phải đến hàng chục triệu luôn. Cho nên là các bác chốt thì mình nhanh tay. Số lượng là có hạn, không có nhiều đâu các bác nha. Nó có khoảng tầm độ 2.000 cái, có khoảng tầm độ 2.000 cái cho bác nào nhanh tay nhất là mình sẽ mua được. Đấy, em đang đóng gói bảo quản ở đây. Các bác có thể mua nguyên hộp cũng được nha. Đấy, nguyên một hộp như này. Nguyên một hộp như này sẽ là 100 cái các bác. Nguyên một hộp như này 100 cái về tha hồ xài. Xài hết năm này qua năm nọ vẫn cứ xài được các bác. Đấy, hàng chuẩn xịn này em quay chi tiết cho các bác một lần nữa này. Đấy, cái này là cơ hội ngàn năm có một nha. Cơ hội ngàn năm có một đấy các bác, không có đến lần thứ hai đâu ạ. Nên là bác là chốt mình nhanh tay. Cái loại này nó là hàng chân lục giác nha các bác. Hàng chân lục giác cho nên là nó rất chi là đa năng và tiện lợi đấy các bác. Đấy, tất cả những cái đầu bắn tôn này giá thị trường cái nhập đầu vào nó đều là 20-22.000 một đầu hết. Bán lẻ ra là 25.000 một đầu thì mới gọi là có ít công thôi. Nhưng mà cái đợt này em xả lỗ cho các bác giá 15.000 các bác nhanh tay. Đấy, 15.000 các bác nhanh tay nhá. Số lượng là có hạn.
Đấy, ưu tiên bác nào lấy 10 cái sẽ được hỗ trợ bao ship. Các bác nhớ lên đơn cho em là đồ bắn tôn của Daiwat nha. Không ngon không lấy tiền các bạn. Hôm nay em dọn kho thì sẽ còn một ít cái pin châu 10 cell này này. Em sẽ thanh lý cho các bác. Pin và sạc luôn các bác nha. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ sập sàn cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây là những cái quả pin châu pin 10 cell nhá. Và cái đợt này thì em dọn kho nó lẻ ra được một ít thì cái số lượng thì nó cũng không có nhiều, nó có khoảng tầm độ hơn 100 quả nha các bác. Với những cái quả pin thiết kế là hàng chân pin thông dụng như thế này. Đấy, cái pin này là pin của Maza nha các bác. Pin của Maza. Và đặc biệt thì nó sẽ có nhiều những cái tên gọi khác nữa. Ví dụ như là pin này là pin của Maza này. Ngoài ra thì nó sẽ có pin của Hitachi chi này, hay là Daiwat này, hay là pin Mayta này, đấy, hay là pin T-Box này, nó sẽ có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau. Và chung quy tóm lại thì nó sẽ đều là những cái quả pin châu 10 cell và chân pin thông dụng như này. Đấy, pin dung lượng của nó sẽ là pin 21V. Đấy, dòng pin chất lượng để phục vụ cho anh mình. Bình thường mỗi một cái quả pin này các bác mua với mức giá 250-300 nghìn một quả. Hôm nay thì em sẽ sale giảm giá, nó chỉ còn giá một lửa so với giá thị trường thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mẫu pin như thế này với mức giá cho em là chỉ có 170 ngàn thôi các bác nha. Và lên đơn cho em là pin châu 10 cell. Đấy, các bác gọi cho em là pin châu 10 cell hàng thanh lý giá 170 nghìn. Hàng thanh lý nhưng mà nó vẫn là hàng mới nha. Nó vẫn là hàng mới và có chế độ bảo hành cho bác đàng hoàng luôn. Đấy, chỉ có 170 ngàn thôi và số lượng thì nó không có nhiều đâu. Nên là bác nào mua thì mình hãy nhanh tay nha. Mình hãy nhanh tay liên hệ điện thoại trực tiếp bên em để mình có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và khi mà các bác có những cái quả pin châu như thế này rồi nha, các bác lên có thể lấy một cái sạc như thế này. Đây, hôm nay thì em có một ít cái sạc này này. Cái sạc này là sạc bàn luôn đấy các bác, sạc bàn nhá. Sạc này là sạc trên pin thông dụng. Các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Hôm nay thì giá sẽ bán tặng các bác là 69 ngàn đồng. Rẻ ơi là rẻ luôn, rẻ nhất trong lịch sử điện máy từ trước đến nay. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là sạc bàn 10 cell nhá. Sạc bàn màu đen 10 cell. Đấy, với mức giá chỉ có 69 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Em gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ phải hình dung ra đây sẽ là một cái sạc đa năng mà các bác có thể dùng được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Đấy, hôm nay thì vì cái mức giá nó quá là rẻ luôn. Giá rẻ sập sàn, giá rẻ bất ngờ cho tất cả anh em mình. Anh em nào có nhu cầu thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có thể đặt hàng được những cái mã sản phẩm cao cấp như thế này và với mức giá siêu rẻ luôn anh em nha.